Hello anh em đã quay trở lại với kênh YouTube của An Phát Computer. Qua kỳ nghỉ lễ rồi, cũng là khoảng thời gian mà chúng ta quay trở lại với những công việc, những học tập. Và anh em đã nhập học chưa? Một số anh em thì chắc là đã quay trở lại trường học rồi. Vậy thì quay trở lại chúng ta sẽ cần những thiết bị công nghệ. Bởi vì bây giờ công nghệ thông tin là một trong những cái thứ rất phát triển. Và chúng ta cần những thiết bị để có thể học tập và biết đâu có một chút gì đấy là chơi game. Thì với chi phí đầu tư khoảng 20 triệu đồng dành cho một cấu hình hoàn chỉnh, tất nhiên là có đầy đủ SSD, HDD, thì cái chúng ta nhận được là những gì? Thì ở đây bên mình đã xây dựng sẵn một cấu hình và anh em hoàn toàn có thể tìm thấy ở ngay trên trang chủ của An Phát Computer. Thì anh em sẽ có một cấu hình như thế nào thì không để mất nhiều thời gian nữa, chúng ta sẽ vào luôn trong video ngày hôm nay. Sẽ là một thành phần mà anh em không nhìn thấy được, đó là CPU. Thì CPU được sử dụng ở đây là CPU Intel Core i5 12400F, một mẫu CPU có 6 nhân và 12 luồng xử lý. Nghe thông số thì trông có vẻ rất giống những mẫu CPU Intel Core i5 khác, vẫn có 6 nhân, vẫn có 12 luồng. Thế nhưng quan trọng ấy là cái hiệu năng đơn nhân, tức là hiệu năng trên từng nhân của thế hệ thứ 12 của Intel làm được là cực kỳ tốt để anh em có thể sử dụng trong một thời gian dài. Thì với CPU Intel Core i5 chúng ta sẽ có sẵn một hệ thống tản nhiệt stock. Tất nhiên thì tại stock cho Intel Core i5 chúng ta sẽ có lõi đồng. Tuy nhiên để sử dụng cho lâu dài chúng ta cần phải quan tâm đến là hiệu năng ổn định. Thì mình đã thay vào đây một hệ thống tản nhiệt tháp, bởi vì tản nhiệt stock có thể là anh em dùng một năm đầu thì không sao. Thế nhưng sau đấy một vài năm khi mà một lượng bụi tăng lên một chút ấy, thì chúng ta nên đầu tư những hệ thống tản nhiệt như này để sử dụng lâu dài khoảng 2-3 năm cho nó thoải mái. Và khi chúng ta đóng kín vào cái lại render video hoặc bất kỳ làm một công việc nào đấy mà làm cho hệ thống tăng nhiệt cao, thì hệ thống tản nhiệt tháp sẽ đáp ứng được cái vai trò là tản nhiệt hiệu quả hơn rất nhiều. Thì và sang một thành phần linh kiện nữa đi cùng với CPU, đó là về thành phần VGA. VGA được sử dụng ở đây là GTX 1660 Super. Về mặt cơ bản, cái hiệu năng của GTX 1660 Super khi mà làm việc một số công việc đơn giản thì hoàn toàn ổn. Nhưng chúng ta sẽ xét trên một khía cạnh khác mà anh em hay quan tâm sau giờ làm việc, đó là chúng ta giải trí. Thì với GTX 1660 Super, khi mà chúng ta chơi game ở chế độ phân giải là Full HD, với những anh em nào mà đầu tư những màn hình có tần số SQ cao ấy, thì GTX 1660 Super sẽ hoàn thành được rất tốt nhiệm vụ đấy. Những cái tựa game online phổ biến trên thị trường như là Dota 2 này, CS:GO hoặc là Valorant, thì cái mức FPS mang lại sẽ khoảng từ 200 đến 300 FPS, là một trong những mức FPS rất cao. Thế nên khi mà chúng ta sở hữu những màn hình tần số cao thì cái việc trải nghiệm là cực kỳ tốt. Đến cái điện thoại bây giờ chúng ta vuốt vuốt có tần số cao thì cái màn hình chúng ta sử dụng cũng nên có để có thể có trải nghiệm được gọi là tốt nhất có thể. Và thành phần về main thì sao? Thì đối với cái cấu hình mình sử dụng ở đây là Intel Core i5 thì chúng ta chỉ cần mẫu main B660 là đã có thể đáp ứng được cực kỳ thoải mái rồi. Thì mình đã có sử dụng một mẫu main đến từ ASRock. Và điều quan trọng khi mà chúng ta sử dụng là gì? Đó là có đầy đủ những cái cổng kết nối để chúng ta có thể sử dụng thêm. Thì ở đây những hệ thống mở rộng thêm ở đây là gì? Cắm được cạc này, khe PCIe có bọc thép này. Điều thứ hai nữa là khe RAM, sẽ có tổng cộng là 4 khe RAM với cắm sẵn là 2 thanh RAM 8GB với tổng dung lượng là 16GB. 16GB RAM nó hoàn toàn thoải mái để chúng ta có thể sử dụng với hầu hết những cái phần mềm. Tất nhiên thì với một số phần mềm nặng hơn thì anh em hoàn toàn có thể nâng cấp về lâu về dài, bởi vì 4 khe RAM mà còn 2 khe nữa để anh em có thể nâng cấp lên thành 32GB. Còn về khu vực SSD, mặc dù ở trên cái bộ main này có 2 khe SSD, trong đấy thì sẽ có một khe được bọc thép và chúng ta có thể cắm SSD lên khe này. Thì ở đây mình sử dụng một ổ SSD NV1 500GB, có mức chi phí đầu tư là khoảng hơn 1 triệu đồng. Mình nhớ không nhầm là khoảng 1 triệu 1 hoặc là 1 triệu 2 dành cho bộ ổ SSD 500GB. Quá tuyệt vời luôn. Còn về HDD thì sẽ phụ thuộc vào nhu cầu của anh em. Nếu như anh em nào mà mua luôn cái bộ PC thì chúng ta sẽ có sẵn một ổ HDD rồi. Còn nếu như anh em nào mà không thích sử dụng HD, thích sử dụng Full HD thì hoàn toàn có thể đổi sang một ổ SSD khác. Tất nhiên thì chi phí sẽ là bù trừ sao cho hợp lý nhất. Đây là tùy vào dung lượng anh em sử dụng thôi. Dung lượng cao thì mức chi phí sẽ cao lên một chút, còn dung lượng thấp thì chi phí chúng ta sẽ rẻ đi. Rồi, vậy là những cái thành phần cơ bản chúng ta đã có rồi. Với những cái thành phần linh kiện như vậy thì mình đã lắp lên một cái mẫu vỏ cây có thể nói là rất to, hơi to một chút khi so với mẫu main. Thì anh em nào mà để trông cái thành phần linh kiện chúng ta kín một chút thì anh em có thể đổi sang những cái mẫu main RTX, hoặc là ở đây chúng ta lắp thêm hai con led RGB nữa để trông cái vỏ cây chúng ta trông được đầy đặn hơn. Đấy, bởi vì to là một chút này thì cái luồng gió bên trong mới được mát mẻ. Và để không mất nhiều thời gian nữa, chúng sẽ vào luôn cái phần trải nghiệm hiệu năng.
Ok, vậy thì với 20 triệu đồng dành cho một cấu hình, chúng ta sẽ có i5 này, GTX 1660 Super, phục vụ cho nhu cầu học tập, làm việc là cực kỳ thoải mái rồi. Còn nếu như mà chơi game thì sẽ chơi game được khoảng 3 đến 4 năm với những tựa game online. Còn những tựa game offline thì tất nhiên anh em đã nhìn thấy rồi, mình sẽ phải setting lại sao cho phù hợp nhất. Và nếu như anh em nào mà có 20 triệu đồng, anh em sẽ đầu tư những cấu hình như nào thì đừng quên để lại ý kiến ở ngay dưới mục bình luận của video. Và nếu như anh em mà không muốn mất nhiều thời gian thì đường link của sản phẩm mình sẽ để ngay dưới phần mô tả video để anh em có thể click vào. Gặp lại anh em trong video sau.